Thưa quý vị, câu chuyện số phận của căn hộ chung cư sau 50 năm sẽ ra sao đã và đang khiến dư luận hết sức quan tâm. Và liệu sau 50 năm, người dân có bị mất trắng khi bỏ ra hàng tỷ đồng để mua một căn hộ? Trách nhiệm của chủ đầu tư sẽ như thế nào và quyền lợi của người mua nhà sẽ được đảm bảo ra sao? Phóng sự sau đây sẽ phần nào giúp quý vị có cái nhìn cụ thể hơn về vấn đề này. Mặc dù được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng tài sản gắn liền với đất, nhưng điều đó không khiến anh Bình nghĩ rằng quyền sử dụng sẽ được vĩnh viễn. Và trước câu chuyện sau 50 năm, số phận chung cư sẽ như thế nào cũng đã từng khiến anh Bình hoang mang. Nhà đất nói đến vĩnh viễn thì không thể có, bởi vì là có thể khu đất này sẽ nằm trong cái diện là quy hoạch của công cộng hoặc là dự án này dự án khác. Chung cư và nhà đất thì đều hoàn toàn giống nhau, bởi vì là đều được nhà nước cấp quyền sở hữu cá nhân. Theo luật sư Nguyễn Quang Ngọc, giám đốc công ty luật quốc tế Thiên Việt, khi mua chung cư, người mua nhà sẽ được cấp sổ hồng. Dù có thời hạn xác định hay thời hạn lâu dài, nếu chung cư vẫn còn sử dụng được thì người dân tiếp tục ở. Trong trường hợp phải đập đi xây mới thì chủ đầu tư dự án phải thương lượng với cư dân về phương án bồi thường và bố trí tái định cư. Đấy là hầu hết đối với các tòa nhà chung cư thì được nhà nước giao đất lâu dài. Và đối với những công trình mà đã được nhà nước giao đất lâu dài thì các cái tòa chung cư này cũng đã được cấp giấy chứng nhận sở hữu lâu dài. Và không có một lý do gì để nói rằng là sau 50 năm người dân ở trong những cái nhà chung cư đó họ buộc phải ra đường và họ trắng tay. Điều mà các chuyên gia lo ngại là hiện nay các nhà chung cư mọc lên như nấm. Sau khoảng 50 đến 70 năm nữa, khi mà những công trình này đều xuống cấp, việc cải tạo thậm chí phải đập bỏ sẽ xảy ra. Tới lúc đó, các đô thị lại đối mặt với bài toán cải tạo chung cư cũ đang chưa có lời giải như hiện nay. Ở đây thì chúng ta thấy rằng đừng tính là cái 50 năm, mà chúng ta tính là một cái nhà chung cư thì nó có niên hạn của nó. Ở cái mức độ kiên cố của nó thì nó có thể phản ánh là 50 năm, có thể 70 năm, có thể 100 năm, thậm chí có thể hơn 100 năm. Thế nhưng cái câu chuyện đặt ra đối với nhà chung cư thì chúng ta cũng đặt ra lâu rồi. Thì là nó hết cái niên hạn sử dụng nó thì phải cải tạo. Hiện nay chúng ta đang cải tạo những cái đang xuống cấp. Thế nhưng mà rồi 50 năm nữa thì câu chuyện này nó sẽ nóng hơn. Là bởi vì là lúc đó hàng loạt cái nhà chung cư hiện đại này bắt đầu xuống cấp phải xây dựng lại. Thế lúc đó chúng ta giải quyết thế nào? Các chuyên gia cũng nhận định chung cư là xu thế tất yếu tại các đô thị vì mô hình nhà ở này phù hợp với sự phát triển. Người mua nhà không nên quá lo lắng bởi niên hạn sử dụng của công trình vì trong bất cứ trường hợp nào, pháp luật cũng bảo vệ quyền sở hữu tài sản của người dân.